Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Cảnh sát Santa Ana thu giữ nhiều vũ khí khi điều tra một vụ tai nạn trên đường. Từ một vụ tai nạn trên đường ở Santa Ana, cảnh sát đã tìm ra thứ mà họ tin là hoạt động chế tạo vũ khí ở Costa Mesa. Theo cảnh sát, họ đang theo dõi một vụ án trên đường xảy ra vào ngày 31 tháng 3. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã nhìn thấy nghi phạm vung súng. Cuối cùng, các thám tử đã xác định được nghi phạm là cư dân của Costa Mesa cảnh sát đã thu giữ một số súng trường và vũ khí tự chế sau khi thực hiện lệnh khám xét nơi ở và cơ sở kinh doanh của nghi phạm. Theo cảnh sát, thiết bị sản xuất súng lục cùng với máy in 3D, máy khoan và các vật liệu khác để in các bộ phận của súng lục cũng được tìm thấy. Nghi phạm chưa được xác định và vụ việc vẫn đang được điều tra. Có hai người bị bắn ở thành phố Stanton, miền nam của California, Cảnh sát nhận được tin báo có mặt lúc 3 giờ 10 phút chiều ngày hôm qua 17 tháng 4 tại một địa điểm nằm trên dãy phố 10.000 ở Fern Avenue thuộc thành phố Stanton. Hai người đàn ông bị bắn và hung thủ vẫn đang bỏ trốn. Cả hai người này đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện địa phương để cấp cứu. Thế nhưng một người đã qua đời vì vết thương quá nặng. Tên của nạn nhân chưa được công bố vì phải chờ thông báo cho thân nhân của họ nạn nhân thứ nhì được đưa tới giải phẫu và tình trạng hiện nay chưa được rõ. Cảnh sát đã lục soát khu vực tìm kiếm manh mối thế nhưng không thể tìm thấy hung thủ. Sở Cảnh sát quận Cam đưa tin là giới thẩm quyền hiện nay chưa có tin tức nào về tay súng hoặc là động cơ gây ra vụ án này. Chủ xe VinFast VFA tại California có thể nhận ưu đãi thuế đến 7.500 Mỹ Kim. Vinfast cho biết mẫu xe VFA đủ điều kiện tham gia dự án hoàn thuế xe sạch từ Ủy ban Tài nguyên không khí California. Theo đó, khách thuê hoặc mua xe VFA tại California có thể được hưởng mức hoàn thuế 2.000 đến 7.500 Mỹ kim một xe. Chương trình hoàn thuế xe sạch áp dụng cho người thuê và mua xe VFA bao gồm cả khách thuê xe VFA CD Edition của Vinfast từ đầu tháng 3 năm nay để hoàn thuế, khách hàng tại California có thể ghi danh hoàn thuế theo chương trình CVRP. Nếu đủ điều kiện, khách hàng có thể được hưởng khoản hoàn thuế lên đến 7.500 Mỹ Kim. Các khách hàng sử dụng mẫu xe VFA tiêu chuẩn trong tương lai có thể ghi danh CVRP sau khi sở hữu xe, cùng với phê chuẩn của CARB theo đại diện VinFast. VFA sẽ tự động đủ điều kiện để tham gia các chương trình ưu đãi thuế do Trung tâm Năng lượng Bền vững quản lý tại một số tiểu bang khác ở Mỹ như Oregon, Vermont, Connecticut, New York, New Jersey và Massachusetts. VFA và VF9 của VinFast cũng được đưa vào danh sách các phương tiện đủ điều kiện tham gia chương trình xe không khí sạch của California, cho phép di chuyển miễn phí trong làng đi dành cho dòng xe không phát thải soVland lane. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng giám đốc VinFast Bắc Mỹ cho biết, các chính sách và ưu đãi mạnh mẽ của chính phủ Mỹ như dự án chương trình hoàn thuế xe sạch giúp tăng thêm lợi thế cạnh tranh công bằng cho VinFast tại thị trường trọng điểm này. Đây cũng là động lực giúp khách hàng chuyển đổi sang sử dụng xe điện. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.